Vâng, chào mọi người. Và tiếp theo cuốn sách Chìa khóa thành công của Jim Rohn. Trong video này mình sẽ chia sẻ nhanh cho các bạn về 5 khả năng. Thì theo Jim Rohn, nếu chúng ta phát triển được 5 khả năng này thì nó là cái khía cạnh rất quan trọng trong việc chúng ta phát triển bản thân để tiến tới thành công. Và cái khả năng đầu tiên mà Jim Rohn khuyên chúng ta đó chính là khả năng tiếp thu. Và Jim Rohn khuyên chúng ta rằng hãy để cuộc sống tác động lên chúng ta. Chúng ta hãy quan sát và tiếp thu từng ngày. Dạ vâng, nếu để đào sâu hơn và cụ thể hơn, dễ hiểu hơn thì mỗi ngày chúng ta sẽ ghi chép lại những gì chúng ta có thể là học được, chúng ta rút ra bài học gì. Nó giống như kiểu chúng ta ghi nhật ký mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm. Và vài năm sau chúng ta có thể tổng kết lại. Đây là khả năng tiếp thu học hỏi mỗi ngày mà Jim Rohn khuyên chúng ta. Đó là chúng ta hãy để ý những dữ kiện, những dữ liệu đặc biệt và ghi chép lại, nhớ nó lại. Và dùng nó để làm những kinh nghiệm, những bài học của chúng ta để phát triển thành công nhanh hơn. Cái khả năng thứ hai mà Jim Rohn muốn khuyên chúng ta phát triển đó chính là khả năng phát triển về mặt cảm xúc. Vâng, con người chúng ta đa sầu đa cảm, chúng ta không chỉ tiếp thu cuộc trò chuyện một cách nó vô cảm và chúng ta phải biểu hiện cái cuộc sống của mình có buồn, có vui, có khóc, có hưng phấn, kích thích. Vâng, đấy là cái điều phong phú nhất mà cuộc sống của chúng ta nó cho chúng ta là một con người và chúng ta có rất nhiều cảm xúc khác nhau. Và điều đó sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn, phát triển nhiều hơn về mặt thấu hiểu về mặt cảm xúc. Vâng, đôi khi cuộc sống thăng trầm nhiều lúc rất là khác nhau và điều đó rất là bình thường. Và chúng ta hãy tiếp thu từ nó, học hỏi từ nó để thấu hiểu cuộc sống nhân sinh hơn. Khả năng thứ ba mà Jim Rohn khuyên chúng ta nên phát triển đó chính là khả năng về kiểm điểm. Dạ vâng, kiểm điểm đơn giản là cách chúng ta qua một ngày chúng ta hãy rút ra một bài học gì đó chúng ta làm được và chưa làm được. Một tuần chúng ta có một tiếng, hai tiếng chúng ta lại đóng gói, cô đúc lại những bài học chúng ta cần thực hiện tiếp, cần sửa và cần phát triển. Một tháng cũng như vậy, một năm cũng như vậy. Và cái điều cốt lõi và quan trọng ở đây Jim Rohn muốn nhắc cho chúng ta đó chính là mỗi ngày chúng ta sẽ dành có khoảng 15 đến 30 phút chúng ta sẽ ngồi một chỗ tĩnh lặng và suy nghĩ, suy ngẫm. Trong những cái lúc tĩnh lặng như này chúng ta sẽ phát triển rất là sâu về mặt tư duy, về mặt kiến thức và chúng ta cần không gian tĩnh lặng để chúng ta phát triển. Khả năng thứ tư này, khả năng đặc biệt quan trọng. Nếu chúng ta phát triển ba khả năng kia mà không phát triển khả năng thứ tư này thì ba khả năng kia nó vô dụng, nó không có một cái tác dụng gì cả. Giống như kiểu bạn có một hạt giống tốt mà nó không được gieo trồng, hoặc bạn có một cái tài sản tiền tỷ nhưng bạn không rút ra để bạn tiêu thì nó không có kết quả gì cả. Vâng, đó là chính là khả năng hành động đó ạ. Hành động là khả năng tối thượng của con người. Chúng ta có rất nhiều ý tưởng, rất nhiều kiến thức hay rất nhiều mối quan hệ nhưng chúng ta không tác động, không hành động, không làm một cái gì cả thì nó sẽ không có kết quả gì cả. Không gieo thì sẽ không được gặt. Vâng, khả năng phát triển về hành động là cực kỳ quan trọng để tác động đến mọi vấn đề trong cuộc sống. Vâng, một điều đặc biệt, một điều rất quan trọng mà Jim Rohn nhắc đến đó là khả năng chia sẻ, khả năng cuối cùng. Khả năng chia sẻ nó sẽ có tác động ảnh hưởng đến người khác và Jim Rohn khuyên chúng ta rằng hãy tận hiến và điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Khả năng chia sẻ, các bạn nên nhớ rằng trong cuộc sống ai cũng có cái giá trị riêng của mình, giá trị riêng của mình, khả năng riêng của mình. Và chúng ta có thể bắt đầu chia sẻ bằng những gì mình có, mình hiểu hoặc những sở trường, sở thích của mình tới người khác. Thì trong quá trình chia sẻ đó thì mình sẽ nhận được rất là nhiều. Ví dụ nhận được về tình cảm, về mối quan hệ, về sự tác động qua lại, đúng không ạ? Và chúng ta qua đó, thông qua đó chúng ta sẽ phát triển bản thân của mình sẽ cao hơn. Đặc biệt là chúng ta có tầm ảnh hưởng, đúng không ạ? Ví dụ như mình chia sẻ cho các bạn như này thì điều đầu tiên mình nhận được đó chính là cái kiến thức. Khi mình chia sẻ này thì kiến thức của mình được phát triển, mình sẽ ghi nhớ được hơn. Mình sau đó sẽ phát triển rất rất nhiều cái về sau này. Và các bạn hãy hiểu là những người thành công, những diễn giả lớn thì họ bắt đầu bằng những việc chia sẻ và họ kiếm rất rất nhiều tiền. Hãy chia sẻ bất kỳ điều gì đó nhỏ bé bằng đơn giản thôi. Bằng việc làm một kênh YouTube, có thể bạn chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hoặc những cuốn sách bạn đã đọc, những điều bạn bài học bạn trải nghiệm được. Vâng, mình rất khuyến khích các bạn là nên làm một kênh YouTube riêng để mình có những chia sẻ, đóng góp riêng của mình cho mọi người, cho xã hội. Và mình tin rằng một điều rằng ai cũng có cái giá trị của riêng mình. Hãy chia sẻ từ những điều nhỏ nhất, bởi vì bạn là duy nhất và bạn khác biệt. Vâng, trên đây là 5 khả năng. Nếu chúng ta phát triển được 5 khả năng này, nó sẽ là khía cạnh rất quan trọng để trong việc chúng ta phát triển cái bản thân, phát triển bản thân mình để đi đến thành công nhanh hơn. Các bạn hãy lưu ý, lưu tâm và chúng ta tập trung vào 5 cái khả năng này. Chúng ta phát triển sao cho nó nhanh nhất thì chúng ta sẽ thành công, giống như Jim Rohn khuyên chúng ta vậy. Vâng,
Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo mình chia sẻ tiếp về cuốn sách này. Nó có vài điều rất là quan trọng, rất là hay. Vâng, nhớ đăng ký và like share cho mình cái video này đến nhiều người hơn để cho mình có cái năng lượng hơn để chia sẻ với các bạn. Vâng, cảm ơn các bạn và xin chào và hẹn gặp lại.